Top 10 loại quả bán nhan nhản ngoài chợ dễ bị tẩm thuốc độc hại. Người bán thú thật là ế cũng không dám ăn, anh chị đã biết chưa? Một đó là nho, người ta thường lấy những cái quả nho xanh ấy anh chị ngâm vào trong dung dịch ethanol loãng ấy. Sau 2 ngày thì nho xanh nó sẽ biến thành màu tím. Nếu mà chúng ta ăn thường xuyên sẽ gây hại cho cơ thể của mình, rất là nguy hiểm đấy. Hai đó là mãng cầu. Tuy nó là một cái loại quả vườn nhưng mà mãng cầu cũng được xếp vào cái danh sách là các loại quả được tẩm thuốc nhiều nhất đấy anh chị. Ba đó là dừa. Những cái quả dừa lạnh được ngâm hóa chất thì chúng ta nhìn cái là nhận ra ngay. Nếu như mà các anh chị thấy phần vỏ dừa luôn có màu trắng tinh, bóng đẹp, không một vết ố vàng thì chắc chắn đây là dừa tẩm thuốc anh chị nhé. Bốn đó là mít. Càng nhiều hóa chất thì mít sẽ chín càng nhanh. Tiêm thuốc có thể chưa tới 12 tiếng sau thì mít đã chín rồi đấy anh chị. Năm đó là dưa hấu. Dưa hấu thì được sử dụng nhiều chất kích thích để giúp quả nhanh to và chín hơn. Sáu đó là chuối. Người ta hay dùng hóa chất để ngâm cho chuối chín nhanh và chín đều hơn để thu hút khách. Nên khi mà anh chị đi chợ mà thấy những cái quả chuối bề ngoài trông rất là ngon nhưng mà khi ăn lại có vị hơi chát và không ngọt thì đó chắc chắn là chuối đã bị ngâm tẩm hóa chất đấy anh chị. Và bốn cái loại quả tiếp theo cũng rất dễ bị ngâm tẩm hóa chất, đó chính là nhãn, xoài, bơ và sầu riêng. Cho nên là khi mà anh chị đi mua những cái loại quả này ngoài chợ ấy, chúng ta cần lựa chọn cẩn thận, kỹ càng để tránh mua phải các loại quả bị tẩm thuốc anh chị nhé.